thói quen 2 nhắm trước đích đến. Nếu bạn không kiểm soát số phần của mình, người khác sẽ làm điều đó thay bạn. Thói quen 2 nhắm trước đích đến. Thói quen 2 nhắm trước đích đến yêu cầu bạn phát thảo bức tranh toàn cảnh về mục tiêu của mình trong cuộc sống. Thói quen 1 nói bạn là người cầm lái và thói quen 2 nói đã cầm lái rồi thì bạn hãy quyết định điểm đến và vẽ bản đồ của chính mình đi. Bạn được tặng một hộp xếp hình 1.000 miếng. Bạn háo hức đổ hết ra bàn rồi lật nắp lên xem mình sẽ xếp được hình gì. Nhưng nắp hộp trống trơn, không có hình hướng dẫn. Bạn biết phải bắt đầu từ đâu? Cuộc đời bạn cũng như một chiếc hộp xếp hình 1.000 miếng vậy bạn có biết bức tranh toàn cảnh là gì chưa hay ít nhất là một phần nhỏ cái đích của bạn trong một năm tới hay năm năm tới hay bạn đang cảm thấy thật hoang mang. Thói quen hai không bắt chúng ta phải xác định hết từng bước một làm nghề gì kết hôn với ai vân vân: ta chỉ cần biết nghĩ xa hơn hôm nay biết nhắm hướng mình muốn đi để mỗi bước ta đi đều đúng hướng. Tại sao việc nhắm trước đích đến lại quan trọng như vậy? Thứ nhất, bạn đang đứng ở một ngã tư quan trọng của cuộc đời. Và những con đường bây giờ bạn chọn sẽ ảnh hưởng đến bạn mãi về sau. Thứ hai, bạn không quyết định tương lai của bạn, người khác sẽ chấp ngay lấy cơ hội đó. Ngã rẽ cuộc đời bạn còn trẻ bạn tự do cuộc đời bạn mới chỉ bắt đầu bạn đang đứng ở giao điểm của cả ngàn ngã rẽ và bạn phải chọn những con đường mình muốn đi đại học cao đẳng tham gia một đội tuyển nào đó hẹn hò mẫu người lý tưởng của bạn là gì uống rượu hút thuốc sử dụng chất kích thích hay cống hiến những gì cho cộng đồng bạn bè bạn bè ảnh hưởng mạnh mẽ tới thái độ hình tượng và hướng đi tương lai của bạn nhu cầu hòa nhập cộng đồng của mỗi chúng ta là rất lớn. Mặt trái của nhu cầu đó là đôi khi ta chọn bạn chỉ vì người ấy đã chọn mình, chấp nhận mình. Điều này dẫn đến một số bất cập. Ví dụ như khi bạn muốn được một nhóm nọ chấp nhận nhưng họ lại thường xuyên hút chích, thế là bạn cũng phải hút chích. Tương lai của bạn phụ thuộc rất nhiều vào những người ở bên bạn Vậy nên hãy cân nhắc trước khi tin tưởng ai đó Tình dục hãy xác định Ngay từ lúc này Đừng đợi đến khi bắt buộc phải chọn lựa Mới bắt đầu suy nghĩ Con đường bạn chọn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn Cách bạn nhìn bản thân mình Tới thái độ trưởng thành của bạn Người sẽ kết hôn với bạn Con cái tương lai của bạn Và nhiều thứ khác nữa Chính bạn là người quyết định tương lai của mình chứ không phải người khác. Lời tuyên thệ cá nhân. Ừ thì thói quen nhắm trước đích đến là một điều rất quan trọng, nhưng cách thực hiện ra sao? Theo tôi, cách tốt nhất là viết ra một lời tuyên thệ cá nhân, một đoạn khẩu hiệu về mục tiêu cuộc đời bạn. Nó sẽ giống như một bản phát thảo cuộc đời hay tương tự như chức năng của các thể chế quốc gia các công ty lớn như Microsoft hoặc Coca-Cola cũng có những cái tuyên thệ như vậy. Đã có rất nhiều bạn trẻ lập lời tuyên thệ của riêng mình. Vậy tại sao bạn không thử? Những bản tuyên thệ của họ đều khác nhau. Có bạn viết dài như một đoạn kinh thánh vậy. Có bạn chẳng cần đến 140 chữ như giới thiệu của Twitter hồi trước để viết nên lời tuyên bố với bản thân. Lời tuyên hệ cá nhân có thể là lời thơ, lời rác, và bạn có thể đưa vào câu danh ngôn tâm đắc nhất hay một tấm hình truyền cảm hứng. Ta có thể so bản tuyên hệ cá nhân với một thân cây cổ thụ vững chãi trước gió mưa nhưng cũng không ngừng phát triển khi cả thế giới quay quanh bạn xoay chuyển loạn xà ngầu bản thân bản tuyên thệ cá nhân sẽ là cây cổ thụ vững chãi của bạn ta cùng xem qua vài ví dụ nhé đầu tiên là bản tuyên thệ cá nhân của bạn ben harris trước hết và trên hết tôi sẽ luôn đặt niềm tin vào thượng đế tôi sẽ không đánh giá thấp quyền năng của gia đình tôi sẽ không bỏ mặt bạn bè chân chính nhưng tôi cũng sẽ dành thời gian cho bản thân khi gặp trở ngại, tôi sẽ vượt qua chúng. Tôi sẽ đối diện trước mọi thử thách với sự lạc quan thay vì hoài nghi lưỡng lự. Tôi sẽ luôn yêu và có cái nhìn tích cực về bản thân, luôn tự hào về chính mình bởi mọi thứ dự tính của tôi đều chịu ảnh hưởng từ cách tôi đánh giá mình. Bạn Stephen Strong chia sẻ một kiểu khẩu hiệu khác nhấn mạnh những giá trị cần tồn động cần tôn trọng. Respect trong cuộc sống: r, tôn giáo, e, học vấn, s, thành đạt, b, làm việc có hiệu quả, e, luyện tập, c, lòng yêu thương, d, trung thực. Khai quật tài năng cá nhân, một bước quan trọng khi tạo bản tuyên thệ cá nhân là khám phá các sở trường của mình một số tài năng mang tính thu hút sự chú ý như ca hát chẳng hạn nhưng cũng có nhiều tài năng khác không kém phần quan trọng dù chúng không nổi bật bằng khả năng lắng nghe khiếu hài hước lòng vị tha tài hội họa hay thậm chí chỉ là sự tử tế chẳng có quy định nào về thời điểm ta phải phá cái kén Nên nếu bạn có phát huy tài năng chậm hơn so với ai đó thì cũng đừng sốt ruột Chưa không có nghĩa là không bao giờ Khi viết lời tuyên thệ cá nhân, người ta dễ mắc phải hai sai lầm lớn Một là quá cầu toàn nên cứ lần lửa không đặt bốn xuống, bút xuống viết Hai là muốn lời tuyên thệ của mình giống mẫu số chung Hãy nhớ rằng, lời tuyên thệ cá nhân là của cá nhân bạn chứ không phải để nộp cho cô giáo dạy văn hãy bung lụa khi viết xong hãy đặt nó ở nơi bạn dễ nhìn thấy ví dụ như dán lên gương hoặc cài làm hình nền điện thoại từ giờ bạn hãy liên tục ôm lại lời thề lời tuyên thệ của mình và tốt nhất là hãy thuộc lòng luôn xem tớ thấy gì nào chính là tớ ba ổ gà lớn một các nhãn dán tiêu cực điều này thực sự bất công đáng sợ nhất là sẽ đến lúc bạn nghĩ người ta nói đúng rằng bạn chỉ là đứa như thế mà thôi nhưng con người bạn không chỉ có vậy đừng để họ hút hết các sắc màu của bạn hai hội chứng thế là hết Ai cũng có lúc vấp ngã, nhưng đừng buông xuôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn nên bạn hãy nhanh chóng đứng dậy và bước tiếp con đường đúng. 3. Chọn nhầm mục tiêu. Cuộc đời sẽ rất khó đi nếu ta không nhắm trước đích đến, nhưng nếu ta nhắm sai phương hướng thì ta còn phải ăn hành nhiều hơn gấp bội. Cách đặt mục tiêu để giúp bạn bắt đầu, nghĩ tới cái giá phải trả đã bao nhiêu lần ta đặt ra ra mục tiêu trong lúc hứng chí, rồi sau đó nhận ra mình không làm nổi. Tại sao điều này xảy ra? Đó là vì ta chưa tính toán cái giá phải trả. Ví dụ, bạn vừa đặt mục tiêu từ giờ đến cuối năm sẽ được nhiều điểm cao hơn. Quá trình đạt được mục tiêu này sẽ cần những gì? Trước hết là ta phải hy sinh thời gian đứt facebook để học bài này, thậm chí đôi khi phải học tới tận khuya, thời gian xem tivi cũng sẽ bị giảm và có thể cuối tuần của bạn không còn rảnh rang như trước. Nếu bạn chấp nhận trả những cái giá đó, bạn sẽ nhận lại lợi ích gì? Bản điểm sáng lấp lánh sẽ cho bạn những gì? Là cảm giác tự hào khi đạt được thành quả, là một suất học bổng hay cơ hội việc làm tốt cho tương lai, hãy tự hỏi mình có sẵn sàng trả cái giá đó cho những lợi ích này không. Bạn cũng có thể chia nhỏ mục tiêu hơn nữa. Ví dụ, thay vì tự hứa sẽ đạt được điểm cao ở tất cả các môn, hoặc đầu hãy chỉ tập trung vào hai môn và nâng mục tiêu lên dần ở các học kỳ sau. Cách đặt mục tiêu để giúp bạn bắt đầu viết ra lời, viết ra thành lời, người ta thường nói, đặt mục tiêu mà không viết ra thì mãi chỉ là ước mơ. Phải khi bạn viết mục tiêu ra thành lời, chúng sẽ tăng thêm 10 phần công lực. Cách đặt mục tiêu để giúp bạn bắt đầu. Làm đại đi. Một khi chúng ta hoàn toàn tận tâm làm một việc khả năng hoàn thành của chúng ta sẽ tăng lên. Xin, lợi, xin trích lời Yoda, bậc thầy Jedi, chỉ có làm hoặc không làm, không có thử hay cố gắng. Mục tiêu điểm 10 toàn diện. Cách đặt mục tiêu để giúp bạn bắt đầu tận tận dụng thời cơ. Trong cuộc đời chúng ta, có những thời điểm mang lại nguồn năng lượng lớn lao hơn bình thường và ta nên tận dụng chúng cho việc lập mục tiêu của mình ví dụ như ở đầu năm học lúc bắt đầu mối quan hệ mới công việc mới khi phát minh ra điều mới khi tốt nghiệp mục tiêu năm mới tập thể dục 3 lần một tuần bạn có biết về huyền thoại bạn có biết về huyền thoại chim phượng hoàng sau mỗi vòng đời 500 hoặc 600 năm, chim phượng hoàng xinh đẹp lại tự thiêu nó trong đống lửa rồi từ tro tàn nó lại hồi sinh. Tương tự, chúng ta có thể tự tái sinh từ đống tro tàn của một trải nghiệm xấu, các thất bại và bi kịch thường là đòn bẩy cho ta thay đổi, khiến ta mạnh mẽ hơn. Cách đặt mục tiêu để giúp bạn bắt đầu tìm sự tương trợ bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn trong cuộc đời nếu bạn cũng nối dây và mượn sức mạnh của người khác. Bạn có thể nói với cha mẹ về mục tiêu đó và nhờ tới sự hỗ trợ của họ. Những người từng thành công có thể cho bạn những lời khuyên hữu ích. Càng có nhiều sự tương trợ, bạn càng có cơ hội cơ may lớn hơn để thành công. Những người không được trời ban các phẩm chất thể hình giao tiếp hay trí óc vượt trội như họ ao ước đều phải chiến đấu mạnh mẽ hơn bình thường và cuộc chiến ấy sẽ sản sinh ra những phẩm chất và sức mạnh mà họ không thể phát triển được bằng bất cứ cách nào khác quá Khá trình đó chính là cách nhược điểm có thể hóa thành ưu điểm loài gỗ tốt không trưởng thành nhàn hạ gió càng mạnh thân cây càng vững chãi Douglas malos hãy sống vì hiện tại và thổi bùng ngọn lửa cuộc đời mình cuộc đời không phải là sự nghiệp mà là một sứ mệnh sự nghiệp là một công việc thuộc về chuyên môn còn sứ mệnh là một niềm tin sứ mệnh của martin luther king jr là đấu tranh cho quyền và sự bình đẳng của tất cả mọi người. Sứ mệnh của Gandhi là giải phóng cho 300 triệu người Ấn Độ. Sứ mệnh của mẹ Teresa là đem lại cơm no áo ấm cho những người đói khổ. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc, nhưng nếu tôi không làm được việc lớn như vậy, thì chẳng lẽ cuộc đời tôi không vui, không thú vị hay sao? Không phải vậy, nhà giáo dục Maren Mosen đã từng nói, phần đông chúng ta sẽ không bao giờ làm nên những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé theo cách vĩ đại. Từng bước làm quen Thứ nhất, hãy xác định ba kỹ năng quan trọng nhất bạn cần có để thành công trong sự nghiệp. Thứ hai, mỗi ngày trong 30 ngày liền, hãy ôn lại lời tuyên thệ cá nhân của mình và đưa nó dựa vào nó để đưa ra mọi quyết định. Thứ ba, hãy suy nghĩ về các mục tiêu của bạn. Bạn có viết chúng ra giấy chưa? Nếu chưa, hãy dành thời gian làm điều đó. Thứ tư, bạn có bị người khác gán cho biệt danh tiêu cực nào không? Hãy chọn ra một biệt danh và đề xuất vài cách thay đổi nó. Ta cần ý chí để gật đầu và cả ý chí để lắc đầu. Kết thúc Thói quen 2 Nhắm trước đích đến